chào các bạn, lại là mình đây. Và hôm nay mình xin review về một quyển sách, đó là Bẫy văn phòng. Đây, các bạn có thể nhìn rõ bìa không ạ? Hình như hơi lóa đúng không? Bẫy văn phòng. À, mình sẽ review qua về cái bìa sách trước nhá. Đây là tiểu thuyết về nhà xuất bản là Thư Nghi. Thư Nghi là biên dịch, còn đâu nhà xuất bản Thời Đại nhá. Bẫy văn phòng, nghe cái tên thì không biết là các bạn sẽ tưởng tượng ra kiểu tiểu thuyết nói về gì. Và bây giờ mình sẽ review một chút về giá trước nhá. Về giá các bạn có nhìn rõ không? Về giá thì là giá 139.000. Cũng không phải là đắt đâu ạ, quyển sách khá là dày. Về chất liệu giấy thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây, chữ in rất là ấy, rất là rõ nét. Chất liệu giấy cũng khá là ổn. Bẫy văn phòng thì câu chuyện này sẽ nói về tình yêu nhá. Giờ mình hay xem giống như các web drama ấy ạ. Sẽ nói về tiểu tam và về các tình yêu trong văn phòng, đồng nghiệp như thế nào. Thì đây là quyển sách drama như vậy. Quyển sách này thì dành cho người lớn nha, không khuyến khích trẻ em đọc. Dành cho các bạn trẻ, người lớn. Giống như các bạn mà thích chuyện đá Mỹ ấy. Đó. Thì câu chuyện này không phải là đá Mỹ nhưng mà cũng gần kiểu như thế. Mình cũng thật ra mình chưa không thích đọc mấy cái quyển chuyện xàm xí đú này đâu. Đây, ví dụ mình sẽ đọc cho các bạn nghe về một đoạn. Quen biết Hạ Ngọc. Hạ Ngọc trà đã lâu, nhưng tôi thấy quyển tiểu thuyết Bẫy văn phòng là một tác phẩm thành công nhất của cô. Mặc dù trong quá trình sáng tác xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cô đã vượt qua được giới hạn của bản thân để hoàn thành tác phẩm. Tôi thực sự chúc mừng cô. Quyển truyện này sẽ nói về các tình tiết, ví dụ là tình yêu khi mà trong giới văn phòng thì sẽ xảy ra như thế nào. Hoặc là nói về việc như là khi mà chúng ta tiếp xúc trong một môi trường làm việc thì có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau về mặt cơ thể hoặc là về mặt hàng ngày ấy, thì chắc chắn sẽ xảy ra tình cảm. Và đây cũng là chuyện thường thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, với rất nhiều câu chuyện về gia đình như bây giờ hay là về việc mà có người thứ ba. Thì mình mong là nếu bạn nào quan tâm về những chủ đề như thế này hoặc là cũng muốn cho mình có những kinh nghiệm trong cuộc sống thì có thể tìm đọc về quyển sách này nhá. Đây, ngay mở đầu đã có một cái hình ảnh, đó là chân rất là dài, đi đôi guốc, đặc trưng của những cô gái văn phòng bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào các bạn ở tập tiếp theo. Okay. Xin chào.